mọi người đã quay trở lại với buổi họp nhóm GameFi 101 cùng với H&A Academy. Và trong hai buổi họp nhóm lần trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về những cái khái niệm, những từ vựng rất là cơ bản trong GameFi rồi đúng không? Vậy thì câu hỏi đặt ra bây giờ đó chính là làm thế nào để chúng ta có thể tham gia vào GameFi? Thì như mọi người đã biết, GameFi là viết tắt của hai từ Game và Finance. Thì về phần Game nó khá là phức tạp và khá là dài dòng, cho nên là Alice sẽ để trong những episode sau nhé. Còn về phần Finance thì Alice nghĩ là cái phần mà mọi người quan tâm nhiều nhất, và đó cũng chính là cái chìa khóa để dẫn dắt chúng ta vào trong GameFi. Vì sao Alice lại nói như thế? Vì thành thật mà nói thì khi mọi người tham gia vào GameFi, nó không đơn thuần là mọi người chơi game cho vui, play for fun nữa, mà mọi người còn play to earn, tức là mọi người chơi game và mong muốn thu về cho mình một cái lợi nhuận nào đó. Và khi mà mọi người thu về cho mình một cái lợi nhuận á, thì nó cũng tương tự như cái việc mà mọi người đi làm và mọi người nhận lương. Thì khi nhận lương, mọi người cũng cần phải có cho mình một cái tài khoản ngân hàng hoặc là một cái chiếc ví tiền điện tử để mà mọi người có thể lưu trữ tiền lương của mình, đúng không? Thì trong GameFi, trong crypto nó cũng tương tự như thế. Tức là mọi người cần phải có cho mình một cái ví tiền mã hóa để mà có thể lưu trữ crypto và giao dịch crypto. Vậy thì những cái chiếc ví đó là gì và cách sử dụng chúng ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong episode 2 lần này nhé. Crypto wallet hay còn gọi là ví tiền mã hóa, đây chính là một phần mềm giúp lưu trữ, gửi, nhận và theo dõi số dư của coin hoặc là token của bạn bên trong đó. Hiểu đơn giản thì crypto wallet nó cũng giống như là một cái tài khoản ngân hàng. Điểm khác biệt đó chính là nó sẽ hoạt động dựa trên công nghệ blockchain, không định danh người sở hữu ví và tiền trong đó sẽ là coin hoặc là token. Sẽ có hai loại crypto wallet, đó chính là centralized wallet, ví tập trung, và decentralized wallet, ví phi tập trung. Đầu tiên là centralized wallet, ví tập trung hay còn gọi là ví custodial. Thì khi mà bạn giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung như là Binance hoặc là KuCoin thì bạn sẽ cần tạo một cái tài khoản để có thể trade, đúng không? Thì khi đó trong cái tài khoản, sàn đã tạo sẵn cho bạn một chiếc ví có thể lưu giữ và giao dịch các đồng coin token được niêm yết sẵn ở trên sàn. Ví dụ trên sàn Binance, bạn chỉ cần vào một ví wallet và fiat and spot, chọn đồng coin hoặc là token bạn cần nạp hoặc là rút tiền và thực hiện lệnh thôi. Trong trường hợp ví này, bạn không cần lưu private key mà chỉ cần nhớ mật khẩu tài khoản của sàn là được. Một số loại ví sàn có thể kể tên đó chính là Binance hoặc là FTX. Thứ hai là decentralized wallet, ví phi tập trung hay còn gọi là ví non-custodial. Thì đây là một phần mềm có trên máy tính hoặc là điện thoại sẽ giúp cho bạn lưu trữ tài sản crypto của mình của các blockchain khác nhau, và nó sẽ cho phép người dùng toàn quyền kiểm soát tài sản của mình bằng private key hoặc là passphrase được liên kết với ví. Và các ví non-custodial này nó sẽ có hai loại, đó là ví nóng và ví lạnh. Ví nóng, hot wallet, là những cái loại ví cho phép bạn được giao dịch bất cứ lúc nào miễn sao là có liên kết với lại internet. Ví dụ như là MetaMask, Coin98 hoặc là Trust Wallet. Và các ví sàn, những cái ví tập trung ở trên mình kể thì cũng được xem là những cái ví nóng nha. Còn ví lạnh, cold wallet, thường ở dạng giống như là một cái USB và hoạt động tương tự như là tài khoản ngân hàng. Nó tự động nhận tiền khi có người gửi cho bạn mà không cần phải có kết nối internet. Tuy nhiên, nếu như muốn kiểm tra biến động hoặc là số dư, bạn cần phải kết nối ví lạnh với lại internet giống như là internet banking. Và hai thương hiệu ví lạnh uy tín có thể kể tên là Ledger và Trezor. Khi tiến hành tạo một ví tiền điện tử phi tập trung, bạn sẽ được cung cấp ba đoạn mã tương ứng với ba thành phần: address, private key và passphrase. Đầu tiên là address, địa chỉ ví hay còn gọi là public key. Đây là chuỗi ngẫu nhiên các ký tự gồm chữ và số. Địa chỉ ví cũng giống như là số tài khoản ngân hàng. Khi ai đó gửi tiền điện tử vào ví của bạn, họ sẽ gửi vào cái địa chỉ ví này. Đây là một ví dụ về địa chỉ ví. Thứ hai là private key hay còn gọi là khóa cá nhân. Nó cũng sẽ là một chuỗi ngẫu nhiên các ký tự gồm số và chữ để kết nối với ví. Nhưng mà khác với là address, thì nếu như mà address được xem như là số tài khoản ngân hàng thì private key sẽ được xem như là mật khẩu để bạn có thể đăng nhập vào ví. Điểm khác biệt ở đây chính là mật khẩu ngân hàng thì có thể thay đổi được, còn private key thì không. Cho nên nếu như mất private key thì coi như là bạn sẽ bị mất tiền vĩnh viễn. Đây là một ví dụ về private key. Thứ ba là passphrase hay còn gọi là sysphrase. Đây cũng là một dạng khóa cá nhân, bao gồm 12 hoặc là 24 từ tiếng Anh ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cơ chế giải mã ở các ví khác nhau, passphrase sẽ cho địa chỉ ví khác nhau. Ví dụ về passphrase. Cùng với một cái passphrase như trên, nhưng mà nếu khi bạn dùng với lại Trust Wallet thì nó sẽ cho ra địa chỉ ví như thế này. Còn khi dùng với Coin98 Wallet thì nó sẽ cho ra địa chỉ ví như thế này. Để có thể chuyển coin đi cũng như là nhận coin về thì bạn sẽ không cần tốn bất kỳ một cái khoản tiền nào cho nhà phát triển nên cái ví đó. Tuy nhiên, bạn sẽ tốn một cái khoản tiền để có thể xác thực được cái giao dịch trên blockchain, và mình sẽ gọi đó là gas fee. Và tương tự giống như là khi bạn chạy xe, bạn sẽ cần phải đổ xăng để xe của bạn có thể chạy được, đúng không? Thì trên blockchain nó cũng sẽ cần phải có một cái khoản phí để có thể xác thực được các giao dịch đó.
Và để tham gia vào GameFi thì các bạn sẽ cần phải có ít nhất là một cái ví phi tập trung, ví dụ như là MetaMask, và một chiếc ví tập trung, ví dụ như là ví sàn Binance. Tại vì sao? Tại vì thông thường thì những cái tựa game trên blockchain sẽ được liên kết với một cái ví phi tập trung, ở đây mình ví dụ là MetaMask nhé. Thì khi mà bạn chơi game và bạn kiếm được coin token thì nó sẽ được chuyển về ví MetaMask của bạn. Và để biến những cái đồng coin, những cái đồng token đó thành Việt Nam đồng hoặc là USD thì bạn sẽ cần phải chuyển nó từ ví MetaMask lên các ví sàn là Binance và sau đó giao dịch. Vậy thì cách sử dụng những chiếc ví này như thế nào? Cùng mình tìm hiểu trong những buổi học nhóm tiếp theo nha.